người đã từng thay đổi một cái gì đó vì một câu nói chưa? Hè, đúng vậy, màu tóc của mình đã được thay đổi. Đấy, chuyện là hôm nay nhà ông ngoại mình có dỗ, cái đứa cháu cả năm không thấy mặt như mình, đợt này mới được góp mặt đây này. Không ngoài dự đoán, kiểu gì ông cũng phàn nàn về bộ tóc của mình. Tóc trắng xấu lắm. Ông thì lúc nào cũng nói cái rằng cái tóc là góc con người, con gái là phải để tóc đen nha. Và rồi quay đi quay lại mình chỉ ngồi nghe ông công kích thôi. Nếu mọi người có thắc mắc mình chỉ ngồi trong khi ông lại làm, thì vâng, ông mình là một người rất là kỹ tính. Chúng mày động đâu hỏng đó, cốt nhất là để tao tự làm. Và những căn nhà cổ như thế này thì mọi người vẫn dễ dàng tìm được ở Sơn Tây nha. Đấy, không cho ai động vào cái gì đâu, phải tự làm thì mới yên tâm. Và sở trường của ông thì chính là cái món giò ép này đây. Vì là sở trường nên hầu như lúc nào ông cũng làm món này. Mình có hỏi ông cách làm nhưng mà thực ra cũng không hiểu cho lắm. Dùng đảo thịt đã chứ sao, lúc nào được thịt cái thì để dùng ra cái thì cho cái này đảo, cho nó đều cái thì dùng ra thôi. Và kiếm ra xuống thì đảo được cái vi cái này là ta đã làm chín sẵn ấy. Không để sống được, sống thì nó không chín. Đấy, khó hiểu không mọi người? Thế nên là công việc của mình hôm nay chỉ là đi theo ông và phụ được ông cái gì thì phụ. Đôi khi ông vẫn hay quên ý mà. Tuy không còn ông bà nội nhưng mà mình vẫn thật may mắn khi vẫn còn ông bà ngoại. À, thiết kế của nhà ông thì vẫn theo kiểu xưa ấy. Nhà ông và nhà các bác gần hết nhau luôn, đây là sang nhà khác rồi đấy. Đấy, một vài cái thì mình có thể phụ được như này này. Sau đó là mình đến với chiến dịch thay đổi màu tóc. Đúng với cả kỳ vọng của ông đó chính là màu đen nha. Lúc pha màu thì mình hơi lú, không biết là có thật màu đen không. Mình thì cũng là một con người rất là lười thay đổi. Thế nên là khi làm tóc hay nhuộm tóc cái gì thì mình luôn luôn trung thành với một quán thôi. Đang ở Hà Nội mà Hưng muốn đổi tóc thì vẫn phải về Sơn Tây. Đúng ở cái quán đấy thì mới nhuộm. Chắc cái tính này giống ông ngoại đấy. Mọi người trông ra là màu tím nữa không? Nhầm nha. Thực ra là mình cũng không nhuộm hẳn về màu đen đâu. Mình sẽ nhuộm xanh đen nhưng mà thiên đen ý. Có nghĩa là trong râm hay là trong nhà thì sẽ là màu đen. Ra ngoài trời sáng sáng một xíu thì lên ánh xanh. Đành vậy thôi chứ bây giờ cái đầu tự nhiên về đen nó không quen đâu. Đúng là nhuộm tóc có khác không có một tí rát nào cả. Chứ mà cứ tẩy tóc là kiểu gì cũng rát đành đạch đấy. Để cho màu lên đều thì phải hai người vào thuốc cho mình. Sau đó thì vẫn là cái bước quen thuộc ngồi chờ đợi 30 phút thôi. Chỉ có đập màu vào thôi nên là nhanh lắm. Đó, một lần nhuộm sau đó là lúc gội người ta cân bằng màu cho là ok. Hè, tóc mình nhuộm nhiều tẩy nhiều mà không hỏng. Một phần cũng do làm theo hướng dẫn chi tiết của chủ quán. Trời ơi, trông cái tóc mà hiền thế. Đây các set này, nhà ai còn không, nhà ông mình còn hai cái. Đấy, ông nhìn thấy cái tóc của mình là khen lấy khen để luôn. Gì nhỉ, bảo vậy mới là con gái chứ. Ha, thực ra là mình cũng muốn dưỡng tóc rồi. Chứ mà nhuộm nhiều tẩy nhiều, tóc rụng cũng nhiều hại tóc lắm. Đã về đen như thế này là thôi nuôi tóc đen dài luôn. Mong là nói được làm được chứ không lại mấy hôm là mang đi bóc màu là chết. Ta la, giò ép ông ngoại mình làm nè. Nếu mà không có cái vụ tóc tai là cũng quay quy trình toàn bộ ông làm đấy. Ông mình làm thì kiểu hơi mỡ mỡ một chút. Và đặc biệt là ông cực kỳ thích tiêu nên là cho cực kỳ nhiều tiêu. Theo mình quan sát thì ngoài thịt mỡ, thịt nạc, mộc nhĩ thì còn có cả sụn nữa. Thế nên là khi ăn miếng nó sần sật ý. Và chắc chắn rồi còn béo ngậy và tê cay nữa. Ông mình thì ngoài món này còn rất nhiều món tủ khác nha. Nào ông mình rảnh mình sẽ quay. Đúng rồi, phải là ông mình rảnh chứ mình lúc nào chả rảnh. Do ông bà ở một mình không muốn ở với bác nào cả nên là cũng gọi là bận rộn một chút. Giờ mới để ý cái nhà cổ của ông từ lúc mình sinh ra đến lúc mình 21 tuổi vẫn không thay đổi gì. À, hình như cũng có sửa lại một chút nhưng mà vẫn còn kiên cố và chắc chắn lắm. Cả tuổi thơ của mình ở đây đó. Nhưng mà công nhận giỏi ép ngon quá. Xem đến đây thì nhớ follow kênh nha.